Hello, xin chào các nhà. Hôm nay ngày 12 tháng 8 thì công ty của Tuấn Bình Minh cũng sẽ đang tiếp tục băm rác và làm viên nén. Hôm nay Lê Tuấn cũng tiện thể có một chiếc xe Benelux 920. Chiếc xe này mới hư, mới sửa xong và chạy cũng rất còn lành. Và chiếc xe này là xuất xứ là coi như là đời cũng lâu rồi, nhưng mà màu trắng mua ở tại Tây Ninh, mua 200 triệu ở tại Tây Ninh. Đấy, và lúc này thì mình review tiếp coi như xe đang đổ rác về. Đấy, trước khi mà đi đổ rác về ở đây thì phải che chắn lại, phải che chắn tủ bạt đấy. Rác thì dạo này trời mưa, tối hôm qua trời mưa đấy quý vị, tối trời mưa rồi nó ướt hết đấy, thì vẫn đang còn băm nhá, rác vẫn đang băm và xe vẫn đang cho ăn đấy. Thì lời đầu tiên xin chúc cả nhà chúng ta một lời chúc sức khỏe, một lời chào tràn đầy phúc, và vẫn theo dõi kênh thì mình vẫn đang còn tìm những đối tác làm viên nén. Một là mình cho thuê đất, hai là coi như là mình sẽ cho, tức là muốn để làm viên nén hợp tác với mình luôn. Đấy. Đây tất cả là rác, toàn là rác cao su rồi nén hết đây quý vị. Đây, và chiếc xe vẫn liên tục 4-5 chiếc xe máy cày Ford 3000 Ford 4600, rồi máy cày Belarus 825 và 920 vẫn liên tục. Đấy, và xe xúc lật 4 cái 5 cái. Đấy, vẫn duy trì đều đặn để về đổ rác bầm. Để qua video này thì rất mong tất cả các đại gia ai có nhu cầu làm viên nén nhé, rác băm xay làm viên nén sang 1 lít 4. Đấy, sang 1 lít 4 và làm 1 lít 6 phân. Đấy, chất đốt và găm xay để làm viên nén. Và nhân tiện đây thì mình giới thiệu luôn, đây là đang quá trình cái này nó bị lủng đấy, ông quạt hút đấy, quạt hút của cái sàng ly tư 114 đấy, quạt hút thì nó bị lủng, mình đang hoàn hạ lại đấy, chuẩn bị đồ nghề làm hết đấy. Đây thì vẫn đang tiếp tục đấy, mong cả nhà chúng ta sẽ tiếp tục nhận được video này, nhớ đăng ký kênh và theo dõi cho mình, và tiếp tục những chương trình cần cho mướn đất hoặc là cho đấy. Đó là đổ đây, dầm dầm rất đẹp luôn, hôm nay là có dầm xay luôn tại chỗ đây, dầm bầm nát luôn nhìn con này, dầm này dễ ấy luôn này. Đó, này. Đập. Đấy. Đấy, dầm rất đẹp luôn đi, trắng còn cho nó xuống luôn nha. Tài xế mấy cây Minh Tú là Tú đẹp trai của kia là Tây Ninh, là coi như là tài xế của mấy cây chuyên viên chơi game đấy, và ở dưới kia vẫn đang còn đập cái vị nha. Đây
Đấy, máy dưới này vẫn đang đập luôn này, đây này. Đấy. Đấy, đang cho anh đập chứ đó. Đấy. Và máy này đã cho anh lúc đây 11 giờ. Đây. Máy này rồi. Đấy, máy này là nghỉ nha, bây giờ 11 giờ nha, 1 giờ trưa. Đấy, tí xe lên là xúc luôn. À, đây là đây, đây là rác, đây là đây. Đây là dăm mầm. 1:14. Đấy. Thì đấy, và sau đây đấy thì rác cứ về đâu là đánh đến đâu hết. Ra luôn. Sản phẩm. Nếu đại gia nào cần thiết thì cứ liên hệ với mình 0394 326 198. À, chuyên sản xuất về viên nén, dăm bầm viên nén, tức là dăm 14, và chất đốt, tức là dăm 60. Đấy, chất đốt. Đấy. Đây là quay thực tế cho cả nhà chúng ta xem luôn nhé. Đấy, thực tế. Rồi, liên hệ với mình nhé, 0394 326 198. Nếu cần đất cho mướn nhiều, số lượng nhiều, cho mướn xưởng, mướn đất. Đấy, liên hệ với mình xin cảm ơn. Và video mình dừng ở đây nha.